Ngân hàng Thế giới World Bank đã công bố gói viện trợ tài chính bổ sung trị giá 1,75 tỷ đô la Mỹ cho Ukraine. Theo Ngân hàng Thế giới thì số tiền trên bao gồm khoản cho vay trị giá 500 triệu đô la Mỹ do Vương quốc Anh bảo lãnh, khoản viện trợ không hoàn lại 1,25 tỷ đô la Mỹ của chính phủ Mỹ và khoản tài trợ 15 triệu đô la Mỹ của chính phủ Phần Lan. Gói hỗ trợ mới nhằm giúp Ukraine duy trì khả năng cung cấp các dịch vụ quan trọng và các chức năng cơ bản của chính phủ ở nhiều cấp, bao gồm chăm sóc sức khỏe, giáo dục, thanh toán lương hưu, các chương trình bảo trợ xã hội và tiền lương cho người lao động. VKB cho biết gói hỗ trợ này cần thiết để giúp Ukraine đáp ứng nhu cầu tài chính năm 2023, đồng thời khẳng định VKB cùng với các đối tác sẽ tiếp tục hỗ trợ Ukraine bằng tất cả các công cụ tài chính. Trước đó, ngày 21 tháng 6, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken đã thông báo gói hỗ trợ kinh tế mới 1,3 tỷ đô la Mỹ cho Ukraine nhằm giúp quốc gia Đông Âu này tái thiết đất nước. Cùng ngày, Liên minh châu Âu EU cũng đã nhất trí bổ sung 3,5 tỷ euro vào cơ chế hòa bình châu Âu, quỹ được dùng để viện trợ quân sự cho Ukraine trong bối cảnh liên minh này tiếp tục muốn hỗ trợ Kiev.